Ngày 12 tháng 11, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 11 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký 26 quyết định thành lập 26 Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch gọi tắt là Trung tâm, tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn trừ thành phố Thanh Hóa, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục, Thể thao, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Trung tâm Thể dục Thể thao, Đài phát thanh truyền hình, Ban quản lý các di tích. Quyết định hợp nhất 3 đơn vị tại huyện Cẩm Thủy thành một đơn vị hành chính mới, giảm 2 cấp trưởng phòng trong số 26 quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, có 21 huyện sáp nhập 2 đơn vị thành 1 và 5 huyện, thị xã, thành phố sáp nhập 3 đơn vị thành 1 thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn, huyện Thọ Xuân, Thạc Thành, Cẩm Thủy. Với việc thành lập trung tâm tại 26 đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa đã tinh gọn được bộ máy hành chính tới 31 đơn vị, song song với đó sẽ có 31 trưởng phòng, trưởng ban, giám đốc trung tâm sẽ được tinh giản. Theo quyết định được thành lập trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, bộ máy gồm một giám đốc và không quá 2 cấp phó. Tuy nhiên, do mới sáp nhập nên số lượng cấp phó sẽ nhiều hơn so với quy định nhưng không quá số lượng cấp trưởng và cấp phó hiện có của đơn vị hợp nhất. Đến năm 2022, số lượng cấp phó của trung tâm sẽ đảm bảo đúng như quy định. Đài phát thanh truyền hình huyện Quang Sơn sẽ sáp nhập kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019. Được biết, tỉnh Thanh Hóa là địa phương trong những năm qua thực hiện rất mạnh công tác sáp nhập đơn vị để tinh gọn bộ máy từ cấp thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn cho tới cấp các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, các phòng, ban cấp huyện, sở ngành. Để tinh giản bộ máy. Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã sáp nhập thôn, tổ dân phố, giảm 1.578 thôn, bản, tổ dân phố, ngoài ra đang triển khai thực hiện sắp xếp lại 143 xã, phường, thị trấn để thành lập 67 đơn vị hành chính cấp xã giảm 76 đơn vị. Đề án này đã được Quốc hội thông qua và Thanh Hóa phấn đấu sẽ hoàn thành trước năm 2019.